Thưa quý vị và các bạn, đến với tỉnh Điện Biên tại cửa ngõ phía Đông, điểm đầu tiên quý vị có thể dừng chân đó là đèo Pha Đin, con đèo huyền thoại có độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển. Đây là một con đèo được ví như tứ đại đỉnh đèo của khu vực Tây Bắc, bên cạnh Ô Quý Hồ, Khao Phạ và Mã Pì Lèng. Đứng tại đỉnh đèo Pha Đin với chiều dài là 32 km, cao tới 1.648 m. Và đèo Pha Đin có nguồn gốc tên gọi của tiếng Thái là Pha Đin, nên chúng ta thường gọi với hàm nghĩa Pha Đin là nơi gặp gỡ của đất trời. Giữa ngã ba đỉnh đèo Pha Đin với bức phù điêu có những dòng thơ rất là đặc biệt, đó là dốc Pha Đin chị gánh anh thồ, đèo Lũng Lô anh hò chị hát, dù bom đạn xương tan thịt nát, không sần lòng, không tiếc tuổi xanh. Qua đoạn thơ này thì cho ta thấy rằng với quân ta đã chịu rất nhiều sự ảnh hưởng của bom đạn của thực dân Pháp. Tuy nhiên, với sự đồng lòng và quyết tâm của quân dân ta thì con đường này đã được thông suốt và làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẻ vang.